Thưa quý vị, hôm nay ngày mùng 7, ngày đầu tiên kỳ lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022. Vào đầu giờ sáng nay, trên các trục đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, lượng người và phương tiện tham gia khá đông, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra an toàn, thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại các nút giao thông vào giờ cao điểm, lượng người và phương tiện dừng và di chuyển theo tín hiệu đèn khá đông. Mặc dù không có cảnh sát giao thông đứng điểm, nhưng mọi người vẫn chấp hành theo tín hiệu đèn nghiêm túc, không có tình trạng ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm. Còn tại các trục đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, đường phố rất thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi, không còn cảnh tắc đường cục bộ như những năm trước. Sau khi nghỉ Tết là ngày mùng 7 là người công nhân Đà Nẵng đi làm, em thấy là đường xá rất là ok, mặc dù không có công an, nhưng mà Đà Nẵng này là đáng sống. Giao thông thì an toàn, chấp hành luật lệ giao thông rất là ok. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng rồi. Tuy là đường phố là không có công an trực gác bình thường như hàng ngày, nhưng mà hầu hết là mọi công dân thành phố Đà Nẵng đi du xuân, đi ngâm, đi ngoạn cảnh đều tất cả đều chấp hành đúng luật lệ giao thông. Tất cả đều thực hiện 5K, khẩu trang đầy đủ. Mình cũng như mọi công dân thành phố Đà Nẵng là mong cho mọi người dân là chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông. Ban An toàn Giao thông thành phố cho biết, năm nay nhờ các tuyến đường trọng điểm như Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý đã thông xe kỹ thuật từ trước Tết. Cộng với việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, nên trong những ngày Tết Nhâm Dần, giao thông Đà Nẵng diễn ra an toàn thông suốt. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm một người chết, giảm một vụ và giảm 3 người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.